vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Nghe chị nói nè. Chị đừng đi theo em nữa được không chị hai? Nhân, một năm nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi, ráng đi em. Nhưng mà bây giờ em chán lắm rồi, em học không có vô. Không lẽ bao nhiêu năm học hành em tính đổ sông đổ biển hết hả? Học làm sao được khi mà nhìn thấy cái cảnh gia đình mình bị gì hả chị hai? Nhân à, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Đúng, mọi chuyện sẽ qua, nhưng đó là đối với chị. Đối với em là không bao giờ. Chị có biết tại sao không? Tại vì ổng là một người cha tôi. Cho dù có như thế nào thì ba cũng là người sinh ra hai đứa mình. Em đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Chị có biết là mỗi lần mà ổng xuất hiện ở trong nhà trước mắt của em á, là như là lòng hận thù của em nó nổi lên đó chị hai. Em khó chịu lắm. Vì ổng mà mình mất mẹ đó chị hai. Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi. Tai nạn? Tại sao người ta cấm xe rượu cũng được lái xe mà ổng vẫn lái? Để rồi ổng gây ra tai nạn làm chết mẹ mình đó chị hai. Cả hai từng có một gia đình đầm ấm. Nhưng trong một lần say rượu, ông Minh đã lái xe chở chính vợ của mình gây tai nạn. Và nạn nhân duy nhất mất mạng là mẹ của hai chị em này. Nhân! Con nhiều lần khuyên thằng Nhân rồi, nhưng mà nó vẫn quyết định nghỉ học gì à? Dì biết tụi con vừa trải qua nỗi đau mất mẹ lớn lắm. Nhưng dù sao á, ba mẹ tụi con cũng có điều kiện. Con mới khuyên thằng Nhân chịu khó học hành đàng hoàng. Nó còn hận ba con nhiều lắm. Tại ba con say xỉn chở mẹ con mới gây ra tai nạn. Lỗi lầm là do ba con gây ra. Nhưng con không thấy sao, ba của tụi con á cũng đã trả giá cho những tháng ngày trong lao tù rồi. Nếu gì là ba của con, gì cũng đau lòng lắm. Con biết, nhưng mà tại thằng Nhân nó thương mẹ, cũng sốc lớn quá nên em con nó mới thay đổi. Dì sẽ khuyên nó, nhưng hai chị em tụi con á phải vào chạy thăm ba tụi bay đi. Bây giờ ổng mặc cảm tội lỗi lắm. Nếu nhìn thấy hai đứa con giàu thì sẽ làm cho ổng vơi đi một phần nỗi đau mất mát. Từ ngày cha của chị em Kỳ vào tù chịu tội cho vụ tai nạn đó, thì Nhân chưa một lần vào thăm cha. Mặc cho gia đình khuyên bảo, nhưng cậu thanh niên này đều bỏ ngoài tai. Ê nhóc, mắt đã bị đuôi hả? Lơ hết đồ bố mày rồi. Em xin lỗi anh. Lỗi phải gì, vào lấy đồ bố mình đi khác. Nhanh. Em thấy chưa, đi ra ngoài làm công cho người ta là bị sỉ giả như vậy đó. Chịu thôi, cuộc sống mà. Đi học lại đi, nhà mình đâu tính nỗi khó khăn để em nghỉ học đi làm như vậy. Nhưng mà em muốn sống tự lập.
tuổi em còn trẻ, tương lai còn dài. Giờ không phải là lúc sống tự lập, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đi học. Em đã nói với chị biết bao nhiêu lần rồi, là em học không có vô. Chị sẽ thuê gia sư về kèm cho em. Nếu như mà chị còn tới chỗ làm em để nói những điều như vậy nữa, em sẽ không bao giờ nhìn mặt của chị nữa đâu. Nhưng đứng lại. Chị biết là em còn buồn chuyện của mẹ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi mà. Em chẳng cần cái gia đình đó nữa, và em cũng không cần phải đi học mà vẫn kiếm ra được tiền. Chị yên tâm. Sao em cứng đầu quá vậy Nhân? Khuyên em bao nhiêu cũng không có kết quả, khiến cho Kỳ ngày càng bế tắc và bất mãn. Về phía Nhân, ở cái tuổi mới lớn, dễ bị cám dỗ của xã hội và bắt đầu có dấu hiệu sa ngã. Làm gì lâu quá vậy? Lãnh lương chưa? Chờ phát lương chứ làm gì? Làm chờ dài cổ. Mà làm gì gấp quá vậy? Làm ăn chứ làm gì? Một vốn bốn lời. Mà làm gì? Đám bạn của Lì đang cần hàng chơi, mình mua xong bán lại cho nó lấy lời. Cái gì? Ma túy hả? Còn la lớn nữa. Nhanh đi. Vô một khúc. Không ngờ làm mấy cái việc này lời nhiều vậy á. Nhưng mà xạo quá à. Phải đàn ông không vậy? Chở đi có một tí cũng sợ nữa. Hay là mình bỏ cái này đi, mình đi phụ mấy quán cà phê cũng được mà. Ngu hả? Bán quán cà phê được bao nhiêu tiền? Biết khi nào mới giàu? Ông sợ á thì về bố sữa mẹ ông đi. Đi theo tôi làm chi? Đừng bao giờ nhắc tới cái gia đình đó nữa. Không bao giờ mà tôi cần lại cái gia đình đó. Rồi thì chứng tỏ mình là một thằng đàn ông đi. Với lời khích của người yêu, Nhân đã suy nghĩ nông cạn và tiếp tục dấn thân vào vòng tội lỗi. Giờ đây, cậu thanh niên này không hề suy nghĩ những hành động của mình là đang vi phạm pháp luật. Vì uống nước đi. Thằng Nhân bây giờ làm ở quán cà phê, rồi thuê phòng trọ với bạn gái rồi gì. Chết không chứ. Mới 17, 18 tuổi đầu à. Nhà cửa như vậy không chịu ở, bà đặt bắt trước người ta đi thuê phòng trọ nữa. Con cũng nói hết lời rồi, nhưng mà nó không nghe. Giờ con cũng không biết làm sao nữa. Còn nhỏ quá,
ở ngoài biết bao nhiêu cạm bẫy, không biết nó có vượt qua được không con. Khôn nhờ dạ chịu gì ơi, bây giờ nó mà gặp con, nó chửi thẳng với mặt con luôn á, có nể nang gì nữa đâu. Được rồi, đi, con dẫn gì đi qua chỗ của nó đi. Thôi gì, bây giờ trời tối rồi, chứ cũng đang mưa nữa. Giờ dì lên nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai con chở qua gặp nó nha. Thôi vậy cũng được. Nó sống ở đây là gì? Nhân, con sống như vậy hả Nhân? Gì vậy? Qua mà không đóng cổng phòng trọ hả? Hôm qua nhậu say quá, quên. Theo dì đi về, nhanh lên. Kỳ, lấy hết hành lý của nó đem về cho dì. Dì đi về đi, đâu không có gì ấy. Mẹ mất còn gì, từ bây giờ dì phải dạy dỗ con lại. Dạy cái gì? Lo cho cái thân của bà đi kìa. Con, mới có mấy tháng à, mà con dám ăn nói với dì như vậy sao? Nhân, dì cái gì? Nói chuyện như vậy là hổn cái gì đó biết chưa? Mời. Con nghe dì nói nè, còn vài tháng nữa ba con ra tù rồi. Những tháng ngày ở trong tù á, ba con cũng khổ tâm lắm. Cộng với di chứng tai nạn nữa, sức khỏe ba con không tốt. Con phải nhớ là những gì mình làm chứ. Ồn quá. Ông theo ba về đi. Đi. Làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Thả tôi ra. Trước lời nói này của người thân thì cũng có một chút xao động. Nhưng liệu Nhân có thể quay về để làm lại cuộc đời? Hôm nay ba tụi con ra chạy, dì ở nhà chuẩn bị nấu cơm. Hai đứa tranh thủ đi đón ba con đi. Nhưng mà thôi dì ơi, chắc là để cho chị hai đi đón ba đi. Tại bữa trước á, lúc mà mẹ mất trong bệnh viện, con có nói mấy câu hơi sốc với ba. Không có sao đâu, ba con chắc không có để bụng. Ai mà chẳng có sai phạm chứ, quan trọng là mình nhận ra là được rồi. Dì ơi, thôi chắc là thằng Nhân nó còn ngại với ba, nên để nó ở nhà nó phụ dì nấu cơm nha. Rồi lát nữa cái nhà mình dì nhà ăn cơm chung. Hai chị em tính vậy cũng được. Vậy thằng Nhân ở nhà phụ dì nha. Còn con, tranh thủ đi đón đi, đem thôi kẻ muộn đó con. Dạ, tốt lên. Qua đây dì chỉ cho làm. Có lẽ vài tiếng nữa cả chị em Kỳ cũng sẽ ngồi bên mâm cơm khi cha mình vừa mãn hạn tù. Nhưng có ai nghĩ một chuyện đau lòng xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Ba, em với dì có chuẩn bị cơm cho ba rồi đó. Mình vô trong nhà nha. Xảy ra vậy? Qua việc trích xuất camera, chúng tôi xác định Nhân là người đã giết chết dì của mình. Dì hai. Ba.
lỗi tại con. Con còn đến đây tìm nó làm gì? Nó làm tôi có thai, nó phải chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng chuyện này là sao con? Vậy con bà tưởng chó bà ngoan lắm hả? Nó từng chơi đá đó. Em thôi đi, có gì ra ngoài kia nói chuyện. Không có gì nói hết, chính nó là người đã làm hại cuộc đời của con. Con đi về liền chứ gì? Tôi không nói chuyện với bà. Còn ông không chịu trách nhiệm, tôi kêu ba má tôi tới đây đó. Con muốn gì á, kêu ba má con đến đây gặp gì. Bây giờ đi ra khỏi nhà có gì liền, đi nhanh. Làm cái gì vậy? Đi ra ngoài có gì. Nè, em về đi. Sao đây? Anh mà không chịu trách nhiệm, ba má tôi tới đây là lớn chuyện đó. Nè, đi, đi lên đây, kệ nó, đi. Nè, tôi chưa nói xong đâu, ông phải chịu trách nhiệm đó. Con vô đây cho gì? Gì? Kệ nó. Muốn tính gì á thì ăn xong bữa cơm ngày hôm nay, mọi việc gì sẽ tính cho con. Cô. Gì? Mày đi về phòng trọ, tiếp tục kiếm tiền nuôi mẹ con tao. Còn nếu không về, tao quậy nát nhà mày đó. Cô làm cái gì cháu tôi vậy hả cô? Mày tỉnh ra. Cô, mày đừng có xí vô, nếu không tôi không né mày đâu. Còn anh nữa, có đi không? Thôi được rồi, anh đi với em. Nhân, con nghe lời gì? Không có đi đâu hết. Không có đi đâu hết, nghe lời gì? Mày đừng không? Nghe lời gì ở nhà đi. Mày hèn vừa thôi. Thôi được rồi, tôi mệt lắm rồi. Anh đi với em. Em ra ngoài kia chờ anh chút. Bà đừng có cản trở tôi nữa. Ba cũng sắp về đến nhà rồi. Ba ở nhà, lần này dì không muốn con phạm sai lầm nữa. Nhưng Bà mày nói nữa là tôi giết bà đó. Tôi là đàn ông, là trụ cột của gia đình. Dì muốn con lần này đợi ba con về, con phải tự nói lời xin lỗi với ba của con. Con hiểu không Nhân? Bà nói nhiều quá, tôi giết bà. Nhân, con làm gì vậy? Nhân, con gì ra? Nhân, với những lời qua tiếng lại giữa ba người đã khiến cho Nhân không giữ được bình tĩnh. Chỉ một phút bốc đồng và thiếu suy nghĩ, cậu thanh niên này đã sát hại chính dì ruột của mình. Hai, ba, con xin lỗi. Lúc đó con không có suy nghĩ được nên con mới làm cái hành động vậy. Nhân, sao em làm như vậy? Ba mình mới ra tù mà. Chưa hết, chúng tôi còn xác định được Nhân cấu kết với bạn gái của mình mua bán ma túy. Với những tội danh trên, chúng tôi phải tạm giữ Nhân để phục vụ cho công tác điều tra. Giết người, buôn bán ma túy, tương lai của cậu thanh niên vừa mới 18 tuổi xem như kết thúc trong chốn lao tù. Biết rằng gia đình nạn nhân vừa trải qua một cú sốc, nhưng với những hành động và suy nghĩ này thì hội đồng xét xử đành phải tuyên án cao nhất cho bị cáo là tử hình.
4 lời. Bà làm gì? Đám bạn của Lì đang cần hàng chơi, mình mua xong bán lại cho nó lấy lời. Cái gì? Ma túy hả? Còn la lớn nữa, nhanh đi. Buôn bán tàng trữ ma túy chắc chắn là phải ở tù. Nhân phải sáng suốt nhận định đâu là những cạm bẫy trước mắt mình mà tránh vướng phải. Hay là mình dừng việc này lại đi em. Ông điên hả? Dừng lại tiền đâu mà xài? Nhắm lương nhân viên cà phê đủ sống không? Nhưng mà cái này là ma túy đó, dính vào là sẽ phạm pháp. Nhưng mà mình sẽ có rất nhiều tiền. Không, anh không làm đâu. Cả em nữa, mình có thể kiếm tiền bằng cách khác mà. Em và anh còn tương lai, còn cha còn mẹ. Không khéo một chút đi em. Làm cái gì vậy? Nhà mình đâu tính nỗi khó khăn để em nghỉ học để làm như vậy. Nhưng mà em muốn sống tự lập. Giờ không phải là lúc sống tự lập. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đi học. Em đã nói với chị biết bao nhiêu lần rồi, là em học không có vô. Không có gì là không thể sửa đổi nếu như Nhân nhận thấy sai lầm. Chị em Kỳ và Nhân đã bất hạnh khi mất mẹ và cha vướng vào vòng lao lý, nên cả hai phải biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt phải biết nghe lời dạy bảo của người thân trong gia đình. Trước giờ con đã sai khi mà con giận ba để con nghỉ học. Con đó, ai mà không có sai lầm. Ba con cũng vậy, lái xe xỉn gây ra tai nạn làm chết mẹ của con. Bản thân dì cũng vậy, thiếu trách nhiệm quan tâm đến hai chị em của tụi con. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mình nhận ra và chịu thay đổi, như vậy là điều tốt rồi. Dì, con đã nghe lời khuyên của chị hai rồi, nên là từ ngày mai con sẽ quyết định quay trở lại trường để tiếp tục việc học. Nhưng mà dì cho con một chút xíu thời gian nha, để con giải quyết chuyện cá nhân bên ngoài của con. Được.